Tôi tên là Tạ Thị Sơn và một cô em cũng là Tạ Thị Khuê. Tôi Tạ Thị Sơn 75 tuổi, còn Tạ Thị Khuê thì 62 tuổi. Còn một thằng em bị sốt bại liệt thì coi như thế là nó 59 tuổi, sinh năm 60 đó cô, mà nó sốt bại liệt. Mẹ tôi thì chết sớm, hơn 40 tuổi thì mẹ tôi chết. Mà bây giờ tôi làm cái vườn đó mấy chục năm nay rồi, chị em tôi sống cái vườn đó. Mà bây giờ Tết tôi cũng trồng một ít rau để mà tôi bán Tết. Mà bây giờ nhà nước thì coi như thế là kéo ủi hết. Mà chị em tôi chỉ sống bằng cái nghề rau thôi chứ không có làm cái gì hết. Già rồi bây giờ làm gì? Mà tôi hỏi bây giờ như thế thì làm sao bây giờ? Một thằng mát, thằng què bây giờ làm gì ra mà ăn? Cứ tối ngày ngồi ngoài cửa ngoài đường nhìn trời nhìn đất thôi. Thì bây giờ nhà nước lấy của chúng tôi như vậy mà bây giờ lại còn nói rằng là bồi thường có bao nhiêu, có 7 triệu mấy. Thì tôi hỏi cô rằng là bây giờ 7 triệu mấy làm cái gì? Đất là đất thành phố chứ không phải đất ven. Ven là ven Bà Quẹo, Hóc Môn, Bà Điểm còn chưa được cái giá đất như vậy. Mà tôi hỏi còn mà bây giờ làm như thế làm sao? Bây giờ chúng tôi đàn áp chúng tôi quá. Bây giờ chúng tôi nghèo khổ, chúng tôi không có làm gì được mà ăn hết. Bây giờ tôi già như thế này, tôi đi không vững, mà thằng em tôi thì mát khùng điên. Thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ chính quyền phải làm sao để mà cho dân đỡ khổ? Rồi tôi hỏi tạo điều kiện cho dân, rồi tôi hỏi bồi thường cho dân thỏa đáng. Chứ đâu có phải đất gì mà đất có 7 triệu mấy, đất bùn à? Hay là đất gì? Ở trên trên Hóc Môn Bà Điểm người ta còn chưa có cái giá đó thật đấy, mà bây giờ bồi thường cho chúng tôi như vậy không? Chúng tôi bất sức, chúng tôi phải đi, mà tôi đi cầu cứu cả mấy chục năm nay rồi chứ không phải không, chỗ nào tôi cũng đi hết. Cho đến bây giờ tôi già quá, hôm vừa rồi tôi cũng đi, nhưng mà tôi đi tôi muốn xỉu luôn á, tại nó mệt quá, mà lưng thì nó gù rồi, chân thì nó bị gai đầu gối. Thì bây giờ chính quyền phải xem xét làm sao để cho dân đỡ khổ. Chúng tôi thấp cổ bé họng, chúng tôi không nói được. Thì bây giờ nhờ chính quyền, mà bây giờ chính quyền nó chơi cái kiểu như vậy thôi, đàn áp chúng tôi. Mẹ kéo sập hết cả nhà, cả cửa. Tuy tôi không có nhà nhưng mà có ruộng đất tôi trồng rau để Tết bán, mà bây giờ không có một cây rau nào hết. Thế bây giờ chúng tôi ăn bằng cái gì? Ba chị em tôi ăn bằng cái gì đây? Mà hôm bữa cô không kịp thu hoạch hả cô? Thì nó còn nhỏ xíu cô, nếu trường hợp mà đến Tết thì là to rồi. Ba củ một ký, bốn củ một ký là bán là ngon, tại vì tính từng ngày mà cô, chứ không phải là cái này xua hào là tính từng ngày. Mà bây giờ như thế thì làm sao mà ấy, bây giờ kéo sập hết các thứ, không còn cái thứ gì nữa. Bây giờ con em tôi thì bây giờ phải đi mua chợ đêm 4 giờ sáng đi ra chợ để mà mua của đầu mối về là chớt ra bán, ngày được lời 20-30 ngàn. Thì cô bảo bây giờ là ăn bằng cái gì đấy? Nhà tôi đó cô đến cô nhìn coi, ăn cơm ăn mắm mút giòi. Mà tôi hồi nhiều khi ăn không có thức ăn, một quả trứng, hai quả trứng ăn cả ngày cũng được, với một bó rau muống luộc ăn cả ngày, với nửa ký gạo ăn cả ngày. Được cái là nhà thờ cũng hỗ trợ cho ông què nhà tôi mỗi một tháng 10 ký gạo, thì chúng tôi ăn ké vào đấy chứ không phải là ấy. Nhưng mà em của cô là hai chị em cô không có ai có gia đình hết hả? Không có một người nào có gia đình, thằng kia thì tàn tật, tôi với cô kia cũng không có gia đình đấy. Tức là ba chị em Ba thì chị em, trên 70 là nương tựa vào nhau hả cô? vâng, tôi thì bảy mấy, còn cô kia sáu mấy, còn ông này 59 tuổi rồi. 59 tuổi mà có biết cái gì cô? Tôi vẫn phải tắm rửa cho cô nó, rồi tối hồi giặt giũ, rồi tối hồi cắt móng chân móng tay đủ thứ, làm thập cẩm như thể đứa con nít. Mà nhiều khi nó còn la mình, nó còn chửi mình, thì thôi kệ mẹ nó, cho nó muốn nói gì thì nó nói, tại nó khùng nó điên mà, chứ đâu có bình thường như mình được. Mà nó nói cũng không có rõ cô ơi, mình ở với nó mình hiểu thôi, chứ còn người ngoài nhiều khi không hiểu nó cái tiếng gì nó nói nữa. Bây giờ cái nguồn sống chính của cô là vườn rau bây giờ đã bị mất hết, thì mấy ngày nay chị em của cô sống làm sao cô? Thì cũng như thế là hôm vừa rồi thì người ta cho mì, hôm nay là có mì này, rồi tối hồi cho mấy người cũng cho gạo, có nước, mấy người mà quen quen đó cô đi bán người ta cho, xong tối hồi bột ngọt rồi đường, rồi tối hồi ấy, rồi có người thì cho 5 ký gạo, rồi tối hồi có người thì cho vài ba trăm để mà đỡ, chứ làm sao bây giờ, dù thế nào đó cũng phải bóp lại mà ăn cho nó đủ chứ. Chứ bây giờ cô bảo làm sao? Mà hôm bữa là cô bị phá bao nhiêu mét vuông đất của cô? Nhà tôi coi như thế là
trong giấy tờ hồi xưa thì là 545 mét, thì tôi làm cũng gần hết chuối chiếc rồi tôi hồi mít miết rồi ổi chiếc rồi tôi hồi còn phải cả ngàn cây su hào cô, rồi tôi hồi rau xà lách rau bậc cải ngọt nọ kia kéo sập hết mấy cây chùm ngây nữa, cái cây đó ăn bổ lắm. Mấy bà cán bộ còn bảo cây đó hả người ta bán 5.000 đồng một 5.000 đồng một ký khô đó mà kéo sập hết không còn một cái gì hết. Tôi chỉ mang được mấy cuốc cào tôi chạy về rồi tôi hồi cái thùng, chứ còn mấy cuộn dây tôi cũng bỏ luôn, tôi cũng chẳng kịp mang về nữa. Mà họ có thông báo hay gì cho cô biết không? Ôi trời ơi, tối nay 7 giờ tối nó nói là mai nó ấy, thì sáng mai nó làm mẹ rồi làm sao mà chạy ra kịp được. Tôi ra thì nó không cho tôi ra. Thế xong tối hồi dân phòng ngay chỗ đó thì nó biết tôi ngày nào cũng ra tới đó. Nó bảo này chứ, nhà bà ở đây này, vườn bà ở đây này, kệ cho bà ấy ra. Thế là tôi ra thì là nó canh vây chung quanh. Nó vây chung quanh nhưng mà tôi vẫn cứ nhổ rau, nhổ ba cái rau nhỏ nhỏ về để ăn được mớ nào thì ăn, còn đâu thì vứt. Còn nhà tôi có một buồng chuối dài hơn 1 mét, từ giờ đến Tết là ăn là ngon quá rồi, nhưng mà nó kéo bây giờ tôi đang bỏ mẹ ra nhà. Tôi hồi thỉnh thoảng bây giờ nó chín táp, nó chín chín ấy đó, cứ vặt quả ăn, bỏ thì tiếc, bán là không ai mua. Đấy. Mà nhà tôi là coi như thế là nhà tôi dòng rau sống về cái nghề này từ hồi mẹ tôi chưa đẻ cái cô mà bây giờ 60 mấy tuổi đấy em. Từ hồi 54 vô đây là làm luôn đó. 54, 55 là làm luôn đó. Là xuống đây đầu tiên đấy em. Hồi đó ông cha ông đưa ngoài Bắc vô mà. Thế là đi theo ông ấy vô đây. Thế là tới hồi làm thôi. Bà già thì cứ ở nhà làm. Tới hồi hai ông bà làm. Nọ kia còn tôi thì đi làm hãng dệt. Thế bây giờ đó, mẹ tôi chết thì tôi phải ở nhà. Chứ bây giờ ai trông thằng què nhà tôi. Ba chị em tôi bây giờ nương tựa vào nhau, không có ai có gia đình. Mà tôi hồi là người nào cũng già, người thì sợ 70 mấy tuổi rồi, người thì 60 mấy tuổi. Một thằng em tàn tật què quặt thì bây giờ tôi cũng chỉ cầu xin làm sao nếu mà mai mốt bề trên cất nó đi ấy, thì cho nó chết trước tôi đi. Để cho tôi hầu cho nó, tôi lo cho nó chọn cái bổn phận của tôi. Chứ còn là tôi thương nó lắm. Bây giờ mẹ tôi chết, mẹ tôi khóc, mẹ tôi xong mẹ tôi mới chết đấy. Khổ như vậy. Cái hôm nọ mà tôi la nó, bây giờ tôi bảo nó là chết hết ai hầu, nó chỉ vào cái hình ông bà mẹ. Nó bảo bố mẹ hầu. Tôi bảo khổ quá, bố mẹ chết hết ở đâu mà hầu. Đấy, đấy các cô, các chú thử nghĩ coi xem là nó như vậy, nó còn biết cái gì nữa đâu. Nó không biết, nó không hiểu mà cái gì hết. Cho ăn thì ăn, mà cho gì thì cho, chứ còn không biết đòi không gì hết, không đòi không gì hết. Ba chị em chúng tôi chỉ trông vào mảnh rau, miếng vườn nó thôi. Để bán để sống qua ngày mà bây giờ mất đi rồi, bây giờ lấy cái gì mà ăn. Khổ lắm. Bây giờ cô em phải đi mua rau. Mà cô ấy gù lắm, mà tôi cũng gù. Mà tôi hồi thì đi mua rau chợ đêm. Về sớt nó ra bán kiếm nó 20-30 ngàn. Đấy. Đây là, mà tôi thì tôi bảo là đi bán cửa số. Mấy người bảo đó chứ không bán được đâu. Nó giật đấy. Thì bây giờ biết làm cái gì mà ăn. Tôi cũng xin là mong nhà nước giải quyết sớm cho chúng tôi. Mà bồi thường cho chúng tôi thỏa đáng. Cấp giấy cho chúng tôi, hay là nếu không thì bồi thường chúng tôi thỏa đáng. Chứ còn 7 triệu mấy làm sao mà sống được, mà đất gì mà đất 7 triệu mấy, đất bùn à. Mà trong khi đó là đất Bà Quẹo hay là Hóc Môn kia mà nó còn hơn cái giá đó. Mà tại sao đất này đất thành phố mà 7 triệu mấy làm sao mà coi được. Các ông ép chúng tôi quá. Tôi suy nghĩ nhiều ngày thì tôi nghĩ rằng đây là đúng quy trình của nhà nước Cộng sản hiện nay. Cha biết đầu tiên qua cải cách ruộng đất ở miền Bắc thì người nghèo phấn khởi tham gia, bởi vì lấy đất người giàu để chia cho người nghèo, thành nhiều người hăng say tham gia đấu tố, bao nhiêu chục ngàn người chết oan trong cải cách ruộng đất. Rồi sau này họ dồn lại thành hợp tác xã. Rồi bây giờ họ bước sang giai đoạn thứ ba là đất đai thuộc toàn dân,
nhưng mà toàn dân ở đâu? Trong khi đó họ chấp nhận cho các cán bộ mỗi nơi có sáng kiến của mình, và họ chấp nhận cái tình trạng tham nhũng hối lộ, để cuối cùng rồi nếu mà ăn xuôi được thì họ phủi tay, còn nếu không thành công thì họ đổ tội cho dưới không chấp hành chính sách đúng đắn, thành quan trên và vô tội vẫn được hưởng nhờ. Bây giờ cũng vậy, như Thủ Thiêm hay Lộc Hưng thì các quan chức địa phương cứ ở trên chỉ thị như thế nào thì làm như vậy, mà nếu dân chúng phản ứng dữ dội thì ở trên đổ tội cho dưới.